Nó tàn nhẫn như vậy nè, quân đội Việt Nam Cộng Hòa đi hành quân, tại Việt Cộng nó vô nó chiếm cái làng của chị Kim Phúc, nó vô nó chiếm cái làng của chị Kim Phúc, nó không cho dân chạy, nó bắt dân phải ở với nó. Rồi á, khi mà Việt Nam Cộng Hòa đi đi hành quân để mà giải tỏa cái làng đó thì nó làm cái khi mà Việt Nam Cộng Hòa đi giải tỏa đi hành quân thì có không quân của Hoa Kỳ yểm trợ, nó núp ở trong cái chỗ với người dân nhiều, nó bắn lên mấy chiếc phi cơ của Hoa Kỳ, thì phi cơ Hoa Kỳ mới dội bom xuống, thì chị Kim Phúc chỉ lãnh cái bom phá xo đó, thành ra chỉ bỏ chỉ chạy về phía người lính Việt Nam Cộng Hòa. Nói cho nó rõ vậy, là cái thằng mà nó gây ra cái thảm cảnh này là tại vì nó bắn lên cái phi cơ của Hoa Kỳ, mà phi cơ Hoa Kỳ nó bay ở trên, nó thấy ở chỗ nào bắn nó thì nó xuống, nó dội bom ở chỗ đó. Mà nó tại sao mà tụi cộng sản nó không cho những người dân để di tản, nó vô nó chiếm cái làng đó, nó giữ người dân đó để làm bia đỡ đạn cho nó. Cũng như ở làng tôi đó, khi nó đánh một cái bót nào nó dẫn bà con cô bác ra cái vùng mà gần đó, nó lùa đi trước để đỡ đạn cho nó. Rồi nó nói người này tàn ác, người kia tàn ác, nó không có tàn ác nữa. Cái gì nữa sau bây giờ đó chị Kim Phúc đó, chỉ được tụi cộng sản nó dùng để như là một cái tan vật để mà là để mà tuyên truyền, thì nó cho chị đi du học ở bên Cuba, và trên đường đó mình đi Cuba thì cái máy bay nó ghé ở Gander. Gander đó là một cái thành phố của Canada, và chị đã đào thoát ở Gander và chị trở thành công dân của Canada. Nói về chỗ gì hiểu bây giờ chị ở đâu. Và cái thứ nhì nữa là cái vấn đề cái ông Tướng Loan, theo cái gì tôi biết đánh giặc cũng có luật, cái gọi là luật gì chiến tranh, luật gì chiến tranh nó bảo vệ người lính mặc quân phục, nghĩa là người lính mặc quân phục đó khi mà bị địch quân bắt, người lính nó phải được bảo vệ bởi cái luật chiến tranh. Nhưng mà cái luật chiến tranh nó không bảo vệ những tụi khủng bố và nó không bảo vệ những tụi gián điệp. Thành bây giờ quý vị đó mà không có mặc quân phục, quý vị ngụy trang mà quý vị đi giết người ta đó, thì quý vị không được hưởng những cái quy chế của luật chiến tranh. Đó là cái gì tôi hiểu được, chúng ta nghĩa để cho quý vị hiểu thành chính như vậy đó. Khi mà chụp cái hình đó thì cái ông mà ông chụp cái hình đó, ông đâu có nói cái gì đâu, thành ra tụi chống chiến tranh nó dùng cái đó, nó hạ uy tín và nó làm cho ông Loan khốn đốn. Nhưng mà cũng phải hiểu rằng chúng ta đừng có lặp lại những cái cách mà xử như vậy. Ông Tướng Loan ông không cần phải 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 làm cái chuyện đó, nếu mà ông muốn xử nó để cho người khác làm như vậy đó, phản tác dụng. Mà nhiều lúc tôi hiểu ông, tại ông nóng quá, ông là ông cái người chỉ huy mặt trận, ông thiếu gì lính của ông, tại sao mà ông phải làm cái chuyện đó. Thành ra đó, làm ơn những người lãnh đạo tương lai của quốc gia, những người có những trọng trách quan trọng phải để ý tới chuyện đó về mặt tuyên truyền. Đặc biệt tại sao tôi đọc một cái này để cho quý vị thấy nó quan trọng vô cùng. Đấu tranh tư tưởng là bộ phận của cuộc đấu tranh dân tộc, đấu tranh giai cấp, phản ảnh cuộc đấu tranh dân tộc, đấu tranh giai cấp. Đây cũng là một mặt trận không có tiếng súng nhưng cực kỳ gay go, phức tạp, quyết liệt, đòi hỏi một trình độ lý luận, trình độ trí tuệ nhất định và phải huy động sức mạnh của toàn dân, của cả hệ thống. Quý vị biết ai nói cái đó không? Tôi xin đọc tên của tác giả viết cái đó, ông Nguyễn Phú Trọng, năm 2005. Và ông ta nói tiếp: một số người cầm đầu nước Mỹ đã nhiều lần công khai tuyên bố rằng đối với Việt Nam, Mỹ đã thua trong chiến tranh, bây giờ phải tìm mọi cách thắng trong hòa bình. Để thực hiện cái âm mưu cơ bản đó, thế lực thù địch đã áp dụng lần lượt hết chiến lược này đến chiến lược khác, hết chiến lược này đến chiến dịch khác, rất kiên trì bền bỉ. Trong đó có diễn tiến hòa bình là một chiến lược rất lợi hại. Đây là thủ đoạn hòa bình để giành thắng lợi, là phương pháp chuyển hóa hòa bình, biến đổi hòa bình, cách mạng hòa bình, và gần đây là cách mạng đường phố. Và tôi dám bảo đảm với quý vị, cái giải pháp Việt Nam Cộng Hòa là một phương pháp chuyển hóa hòa bình. Quý vị có hiểu không? Thành cộng sản đã sợ chết bầu. Các nhà tư tưởng của chủ nghĩa đế quốc đã tổng kết có những việc mà 100 máy bay chiến đấu không thực hiện nổi, nhưng chỉ cần 10 sứ giả lại có thể hoàn thành. Một đài phát thanh cũng có thể bình định xong xong mặt đất nước. Ngày nay làn sóng điện đang thay thế thanh gươm. Cây bút là phương tiện
đi vào trái tim khối óc của con người. Đó là cái gì chị Tuyền, anh Huy đang làm. Họ là những chiến sĩ thông tin, họ dạch mặt địch quân cho người dân thấy sự thật. Đặc biệt họ nói như vậy, ông Nguyễn Phú Trọng nói như vậy: $1 chi cho tuyên truyền có tác dụng ngang với $5 chi cho quốc phòng. Và ông nói tiếp: toàn bộ vũ khí của chúng ta, các hoạt động mậu dịch, viện trợ, quan hệ kinh tế sẽ không đến đâu nếu chúng ta thất bại trên mặt tư tưởng. Và ông ta than phiền: không phải ngẫu nhiên mà cứ mỗi dịp chúng ta chuẩn bị đại hội thì các làn sóng chống đối của ta về mặt tư tưởng chính trị lại rộ lên khá dồn dập. Các thế lực thù địch sắp nắm đây là cơ hội là họ đang nhận tới tác động, làm thay đổi đường lối chính trị, chuyển hóa hòa bình ở nước ta, cho nên họ hoạt động rất điên cuồng với nhiều thủ đoạn, vừa tinh vi vừa trắng trợn, như nói sự thật. Cái đó là như nói sự thật, còn tôi thêm vô. Dạ. Ông nói tiếp: lợi dụng các hoạt động tôn giáo dân tộc để can thiệp vào nội bộ của ta, không than phiền gì. Thì quý vị hiểu rằng, giờ trước khi đó tôi chấm dứt, tôi đọc cái này cho quý vị nghe, được tiếp cái lời của ông Nguyễn Phú Trọng. Trong tình hình hiện nay, phương pháp của họ là tiếp tục đẩy mạnh diễn biến hòa bình kết hợp với bạo loạn lập độ. Chắc chắn họ sẽ rút kinh nghiệm những việc làm vừa qua để có nhiều thủ đoạn xảo quyệt hơn, tinh vi hơn, hoàn thiện hơn về chính sách chiến lược, sách lược chống chúng ta. Họ đã từng xác định đối với Việt Nam thì đánh từ ngoài vào không thể thành công, mà để cho cộng sản tự tan rã mới là thượng sách. Họ sẽ tìm được mọi cách để chuyển hóa nội bộ, mà trước hết là chuyển hóa về tư tưởng chính trị, thúc đẩy quá trình tự diễn biến, làm xanh qua cái đầu đỏ để cho cộng sản tự giết cộng sản. Đó là cái gì chúng ta đang làm. Cho người cộng sản họ mở mắt, họ thấy rằng là cái chính nghĩa không có nằm với họ, cái chính nghĩa thuộc về chúng ta, thuộc về Việt Nam Cộng Hòa. Và trước khi tôi chấm dứt, tôi đọc một cái câu mà Tôn Tử đã nói: phạm cách dùng binh, lành nước là hạng trên, dở nước là hạng kém, không đánh mà khuất phục được quân người, ấy là người giỏi trong những người giỏi. Và Việt Nam Cộng Hòa có những người giỏi trong những người giỏi, và chúng ta sẽ lấy lại đất nước mà không làm đổ máu người dân. Thôi đến đây tôi nói nhiều quá, tôi xin chấm dứt, tôi xin ngừng. Xin bài, xin rất là nhiều, thưa sư.